Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục lên hồ câu nha mọi người. Mình vừa mới đến điểm câu này. Mệt quá, nắng. Trời hôm nay nắng bỡ đầu luôn. Đây là bãi mình chuẩn bị câu nha. Ok, xung quanh rừng núi này. Nhìn thấy đã không? Ok, bây giờ mình chuẩn bị ra mồi câu và cần câu nha. Ok, thì mồi câu hôm nay mình câu đơn giản thôi. Đơ một nha mọi người, đơ hai nha mọi người. Đơ hai này. Đơ một. Với cùng với cắm chim nha. Rồi, chỉ ba thứ đó thôi, không có quấn rườm rà. Hồ này thì toàn là cá mini không à, chứ không có cá lớn đâu nữa, mình câu nên mình câu mồi đơn giản thôi. Ok, bây giờ mình sẽ trộn mồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy nước lại nha. Bớt đi, nhiều quá. Mình sẽ ngâm cán nha mọi người. Trong khi chờ cám nó nữa thì mình sẽ ra cần nha. Mình sẽ ra cần này. Đầu nữa nè mọi người. Giờ mình sẽ cho đơ một vào nha. Bỏ đây, tí nữa gồm vực nha. Hôm nay nắng nên mình sẽ quýnh đơ một, hy vọng là hôm nay có cá đó mọi người. Chụp đơ hai nha, bây giờ mình chỉ sẽ xé thôi, tí nữa mình sẽ bóp nhiều nhiều tí nữa mình quýnh. Đồng điêu luôn nha mọi người. Ok, điều rồi nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ xẻ nha. Ok, bây giờ em sẽ xẻ mồi nha mọi người.
Ok, thì em vừa mới xả môi xong, bây giờ bắt đầu em sẽ bắt đầu câu nha mọi người. Cá đầu tiên nha mọi người. Vô hồng nha mọi người. Lại một con nữa nha mọi người. Hai con luôn nha mọi người. Trời, vậy mà không dính. Toàn là cái nhỏ không mọi người. Tụi nó phá quá.
Thế là cũng dính nha mọi người. Cá đây. Nó bé tẹo 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 thế này thôi. Trời ơi. Khốn thiệt. Cá này mọi người ơi. À chú. Ok thì mình xin kết thúc cái buổi câu ngày hôm nay tại đây nha mọi người. Hôm nay cá nhỏ phát dữ quá. Đây, mình sẽ cho mọi người coi cái thành quả rồi nãy tới bây giờ của mình đây. Trời, chàng là toàn là phi phi con không à, không có em nào lớn lớn hết. Nhưng sao có cá là vui rồi ha. Nè cho mọi người xem này. Ơi cá của em đây, mọi người thấy cá chưa? Đó, cũng khá là nhiều chứ. Mình thả nãy cũng quá trời luôn, bao nhiêu đây là cũng ok rồi. Nè, mọi người thấy cá chưa? Rồi gần mọi người xem này nha. Đó, cá đấy. Ok. Ok thì mình xin tạm biệt tất cả mọi người ở đây nha. Cho mọi người xem lại cái khung cảnh bãi câu của mình này. Đó, đẹp chưa? Ok thì bây giờ mình sẽ lên đường đi về. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha. Ui. Bây giờ ra mối đây.